Xin chào tất cả các bạn. Nếu mà chúng ta làm một cái việc gì một cách khoa học và nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp thì nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất và nó bền vững nhất nữa. Nó sẽ không bị thay đổi theo thời gian, không bị thay đổi theo những cái vấn đề mà trong cuộc sống hoặc là chúng ta. Thì tập thể hình nó cũng như vậy. Mình không thể nào tập thể hình mà mình tập một cách nó hời hợt, tập một cách nó không biết gì cả, tập một cách nó thiếu chuyên nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là lên án những cái bạn mà không có điều kiện để theo một cái giáo trình hay một cái chương trình tập luyện chuyên nghiệp, không có cái chuyện đó ở đây. Thì trên thế giới người ta đã làm chuyện này rất là lâu rồi, nhất là những các nước phát triển từ châu Mỹ cho tới châu Âu cho tới ngay cả châu Á chúng ta, những người bạn láng giềng chúng ta như là Singapore hay là Hồng Kông hay là Nam Hàn hay là Nhật Bản. Thì những cái nước tiên tiến như vậy, người ta khi mà đi tập gym, người ta áp dụng một cái tiêu chuẩn, một cái chương trình nó rất là hiện đại. Mà ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần lại đây thì những cái chương trình này cũng đã được áp dụng, dần dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên đối với những bạn nào ở tỉnh lẻ, ở xa hay ở những cái vùng ngoại ô hay tập những cái nơi mà nó không được như vậy thì cũng còn rất là nhiều. Thì bây giờ trong cái video này, Duy sẽ chia sẻ với các bạn thế nào là một cái chương trình tập thể hình chuyên nghiệp. Thì nếu mà các bạn nào mà đáp ứng từng bước trong chương trình này thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin về chiến lược thể dục thể thao, thể hình của mình. Chắc chắn các bạn đang rất ổn, không vấn đề phải lo cả. Thì cái việc đầu tiên, cái bước đầu tiên nằm trong cái chương trình này là cái vấn đề bạn chọn phòng gym. Duy dùng từ phòng gym trước. Thì trong Việt Nam chúng ta trước đây các bạn sẽ thường nghe nói những phòng tập tạ, những phòng thể hình. Đây là những cái từ mà các bạn nghe thường xuyên nhất. Và gần đây thì nó xuất hiện thêm cái chữ phòng gym. Phòng gym, câu lạc bộ gym, aerobic, yoga hay tất cả những thứ, hay là fitness center. Đó là những cái từ mà các bạn mới nghe sau này. Thì những từ khác nhau nó cũng có một cái ý nghĩa khác nhau. Nó không bao hàm, chỉ nói ngắn gọn về chia làm hai group. Một group á, các bạn có thể dùng cái từ là gym club. Gym club tức là những cái câu lạc bộ thể dục thể hình nhỏ. Những câu lạc bộ đó bắt các bạn vào, các bạn ghi danh thì nó sẽ tập luyện, các bạn tự tập thì có một hai người hướng dẫn viên thì chỉ bạn chút đỉnh rồi bạn tự tập, không có phân tích, không có thiết kế, không có tư vấn cho bạn cái gì cả. Thì đó là những cái gym club. Thì trong cái gym club thì nó như không bạn ở đây, chuyện nó ngoài xã hội nó rất là phổ biến rồi. Và trong cái video này, trong cái chu trình tập luyện thể dục thể hình chuyên nghiệp thì Duy xin đề cập tới cái chữ gym center hoặc là fitness center. Đó là hai cái chữ, nó cũng một nghĩa mà thôi, trong Việt Nam mình có thể hiểu hai chữ này là một nghĩa. Thì những cái chữ mà nó center như vậy, center hay là center thì cách đọc của mỗi người mà thôi, thì nó sẽ cao cấp hơn. Ví dụ như thể hình online gym center, khi mà Duy đặt một cái name như vậy, Duy xác định cái thể hình online một cái nó không chỉ đơn giản là một cái gym club mà nó phải là một gym center. Gym center nó phải bao hàm được tất cả những cái mục tiêu của tất cả những cái đối tượng, mục tiêu của tất cả những cái đối tượng mà người ta mà tiến đến. Ví dụ như tập thể hình không phải là ai cũng đi thi đấu, tập thể hình ai cũng phải lên sàn, tập thể hình không phải ai cũng muốn chứng tỏ sắc đẹp. Có những đối tượng tập thể hình khác nhau, họ đến với thể hình để phòng chống bệnh tật, họ đến với thể hình để phòng chống lão hóa, họ đến với thể hình để khôi phục vóc dáng sau khi sinh. Nhưng mà tất cả những cái đối tượng đó thì một cái gym center nó phải đáp ứng được hết, nó phải đáp ứng được tất cả. Thì suy cho cùng, một cái gym center nó được coi là chuẩn, nó coi là ổn để các bạn có thể đăng ký mà các bạn có thể gắn bó lâu dài tập luyện, thì nó chỉ hội đủ ba cái yếu tố sau đây là được. Thứ nhất là thiết bị. Thiết bị nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc tập luyện của chúng ta. Thứ nhất là thiết bị phải đạt chuẩn. Thứ hai là thiết bị nó phải đa dạng. Và thứ tư là thiết bị nó phải hiện đại. Đó. Bạn không thể nào mà bạn đến một cái gym center mà thiết bị nó lèo tèo. Cái đó không phải là gym center. Mà vấn đề ở đây là một cái thiết bị nó phải đa dạng nữa. Đa dạng là các bạn có thể thực hiện theo tùy nhiều mục đích khác nhau. Nhiều mục đích khác nhau, tức là có người ta tập superset thì phải có thiết bị để cho người ta chơi superset, và những thiết bị đó nó phải đa dạng. Tại superset nó đòi hỏi đa dạng bài tập. Bạn không thể nào tập superset với một cái máy hoặc một hai cái máy đơn giản được, không cách nào. Superset bạn phải đa dạng bài tập, đa dạng thiết bị để mới có thể tăng cao cường độ. Đó là một ví dụ. Và ví dụ thứ hai là mắc OT có lẽ là một phương pháp người ta dùng, các bạn mình xin lỗi dùng từ này,
Ví dụ dân giang hồ bây giờ á, người ta gọi mắc OT là phương pháp dành cho cái bọn trẻ trâu. Thì Dư cũng chả hiểu chữ trẻ trâu ở đâu ra, nhưng mà thôi, ngôn ngữ thì nó đi liền với đời sống xã hội. Bây giờ trong xã hội nó có cái từ đó thì Dư dùng luôn. Đó. Thì tạm chấp nhận là gọi là phương pháp trẻ trâu đi, tại vì thường thường á mắc OT là phải đẩy thật là nặng, thật là khỏe thì mới là mắc OT, còn mà lèo tèo lèo xèo thì cái đó không phải là mắc OT, Dư đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì mắc OT thì những cái bài pre-quay rất là quan trọng, những cái bài pre-quay rất là quan trọng, mà thường thường những cái phòng gym mà quả tạ dumbbell các bạn cầm á mà nó dưới 100 pound, nó dưới 100 pound thì mắc OT cái kiểu gì, không có cách nào mà mắc OT được dưới những cái thiết bị dưới 100 pound như vậy. Thì có thể bạn nói là sức tôi yếu, tôi đẩy dưới 100 pound, kệ tôi. Nhưng mà sức bạn yếu không phải là sức người ta cũng yếu. Đang đề cập vấn đề là vấn đề phòng gym nó pro, cái gym center này nó phải đáp ứng được dụng cụ cho tất cả các đối tượng tập, thì một cái phòng, một cái trung tâm nó phải đủ những cái thiết bị, tạ dumbbell nó phải tương đối nặng và đầu tạ nó không được xoay. Dù bạn đỡ vai tập mắc OT có bài đỡ vai như vậy, mà bạn cầm tạ dumbbell bạn đỡ cho người ta đã rất là nặng rồi, mà nhỡ hai người đang chuyển giao công nghệ, người cầm người buông, nó xoay bằng cái rất là bọc. Trường hợp này Duy đã bị một lần rồi, trường hợp bà đỡ vai mà tạ xoay rớt là Duy đã bị một lần rồi, thì cái đó chia sẻ với các bạn thôi. Và có rất là nhiều máy, ví dụ như bây giờ crop set, giờ crop set mà các bạn xem video bạn thấy ở cái ông kia ông đẩy crop set đẩy ngược, ông chỉ tháo tạ ra thì cái đó là crop set ok, không có gì sai cả. Nhưng mà crop set không chỉ dừng lại ở đó, crop set chỉ là một cái phương pháp tập mà nó gia tăng cường độ liên tục mà thôi, không nghỉ, thì cái đó là kêu là crop set. Nhưng mà những người bình thường sao tao crop set kêu đó được, không cách nào mà crop set bằng cái máy đẩy ngực mà tạ rời tạ barbell được, thì người ta phải crop set bằng những máy selectorize. Mà những cái phòng tập nó không có đủ cái máy selectorize thì làm sao bạn tập crop set được. Chả lẽ người này tập, người kia đứng chờ, thì cái người đứng chờ thì nguội mất cơ rồi, crop set kiểu gì nữa. Cái đó là Duy đang đề cập tới thiết bị. Mà thiết bị nó có phải đa dạng, nó phải đầy đủ những cái thiết bị mà một cái gym center trên thế giới tối thiểu người ta cần phải có. Phải có máy, phải có tạ, phải có ghế, máy cardio, vân vân, tất cả các thứ. Nó phải rất là nhiều chứ không phải đơn giản như là những cái quả tạ sơ sài, thì cái đó mình gọi nó là gym center thì nó là không đúng. Và đó, vấn đề thiết bị thì nó ngắn gọn thôi, thì các bạn có thể hình dung được, nói chung một gym center là thiết bị nó phải pro, phải chuẩn, phải đa dạng, phải chất lượng, vậy thôi. Và thứ hai là cái vấn đề môi trường. Bạn không thể nào tập thể hình mà tiến bộ thành công mà đạt cái niềm hưng phấn trong một cái môi trường nó không tương xứng như vậy được. Vì đấy, ví dụ bây giờ có thể là bạn tập mắc OT, bạn đẩy gì kỳ quá, bạn đẩy có 4 cái 6 cái, bạn đẩy nặng nữa, có thể đẩy khác người ta nữa xuống ngực á, thì khi bạn xuống bạn xoay tay vào như vậy, nhưng mà cái trình độ chung của cái phòng đó người ta chưa biết phương pháp đó. Thì mình không thể nào lên án người ta chưa biết mắc OT thì mình chửi người ta, hay là mình nói người ta kém, người ta dốt, không nên nói như vậy. Nhưng mà người ta không biết, người ta im thì không nói, người ta không biết, người ta lôi bạn ra, người ta chỉ một buổi, mà trong khi cái người chỉ bạn không biết gì mắc OT hết, em được nha, em tập gì là sai ABC, chỉ một buổi xong bạn quay lại bạn tập cơ, bạn nguội mất tiêu và khỏi tập luôn. Rồi đó là một chuyện, nhưng mà bạn đâu thế nào cũng bỏ được lý tưởng của mình. Ủa, mắc OT mình đang theo đuổi mà giờ ông đó ông lôi lại, ông nói mình một buổi như vậy thì mình bỏ sao được. Ngày sau tập nữa cái ông ngày hôm qua ông nói cái thằng này nó lì ghê á, hôm qua nó một lần rồi nó không nghe, xong rồi cái không những ông nói rồi, xong rồi người ta còn kêu những người khác tới rồi kêu nó tập lại đàng hoàng nha, tập bậy bạ quá, xong rồi nguyên một cái group người ta dèm pha, người ta dè biểu bạn, thì bạn có còn tinh thần để bằng tập hay không đó. Đó là một vấn đề. Thì mắc OT chỉ là một trong số đó thôi, còn có những cái phương pháp khác như lạ là ví dụ như drop set mà tập lên xuống tạ mà không nghỉ, người ta cũng nói tập sai, tập bét, tập kỳ cục quá thì không được. Những cái môi trường như vậy thì cái kiến trúc thượng tầng, cái trình độ thể hình nó chưa có thể nào tương xứng ở một cái mức độ lịch thiệp nữa. Giống như bây giờ mà tập thể hình mà vô trong cái phòng gym mà đàn ông đàn an cởi áo quăng tùm lum hết, nằm trên cái ghế để ngực mồ hôi mồ kê lên láng, thì những cái chuyện nhỏ nhặt đó thôi, nó là cái gì? Nó là cái môi trường thể hình, môi trường văn hóa thể hình. Thì một cái gym center nó phải có một cái môi trường văn hóa tốt. Và vấn đề thứ ba là con người, tức là những người quản lý ở cái gym center đó và những người PT hay là những người huấn luyện viên ở cái gym center đó, nó phải có một cái sự nhiệt tâm, nó phải có đủ trình độ để hướng dẫn, chia sẻ và góp ý bạn. Có cái chuyện tiền bạc thì có lấy hay không lấy chuyện đó thì tùy, một cái gym center nó khác nhau.
Ví dụ như có gym center thì vô bạn phải thuê BT, BT ta theo bạn, ta lấy tiền, tiền giờ, tiền ngày, tiền tháng gì đó, thì cái mức đó là thương lượng giữa bạn với BT. Còn có những cái gym center nó không lấy tiền, nó BT nó chỉ vào nó chia sẻ bạn thôi, và mọi mọi chuyện còn lại thì bạn phải gia tăng cái khả năng vận động của mình lên, gia tăng cái khả năng tiếp thu kiến thức của mình lên thì bạn sẽ thành công. Thì mỗi cái gym center nó sẽ có một cái cách làm việc khác nhau. Tuy nhiên để góp chung lại, một cái gym center nó phải có được ba cái yếu tố như vậy. Thứ nhất là thiết bị, thứ hai đó là môi trường, và thứ ba là con người. Bên cạnh đó thì nó còn có những cái yếu tố phụ khác, giống như là máy lạnh, máy nóng hay là xông hơi, xông huyết gì đó, tùy các bạn có nhận thức như thế nào về thể hình. Các bạn nếu mà cảm thấy máy lạnh nó quá quan trọng thì bạn chọn gym center có máy lạnh. Còn bạn cảm thấy tập máy lạnh nó lạnh người, nó không có cho tôi cái hiệu quả tập luyện tốt và nó ngợp hay là như thế nào đó, thì bạn có thể cân nhắc. Và vấn đề quan trọng nữa là một cái phòng gym nó phải là nó phải được thông thoáng, nó phải thoáng khí, tức là cái lưu lượng oxy nó phải đủ nhiều để cho các bạn có thể phục hồi được trong lúc tập, không gây ra cảm giác choáng và xỉu. Thì đó chỉ là một mới có một cái nút đầu tiên thôi, một cái nút đầu tiên trong cái vấn đề hành trình một cái chu kỳ tập luyện gym chuyên nghiệp, tập luyện thể hình chuyên nghiệp. Đó là vấn đề chọn một cái gym center cho nó tương xứng với cái mục tiêu của mình đặt ra. Và qua một cái nút thứ hai, thì khi đi vào gym center rồi, thì giả sử như bạn là người chưa biết gì về thể hình, hay là bạn là người tập rồi nhưng mà bạn muốn có một cái mục tiêu nào đó, nói tóm lại bước thứ hai là phải như thế nào? Bước thứ hai là phải check cơ thể, là phải kiểm tra các thông số của cơ thể. Tức là kiểm tra không thể nào mà kiểm tra bằng mắt mà sờ bằng tay. Qua rồi cái thời đó, không thể nào mà bây giờ một người hướng dẫn viên kêu bạn ngồi bàn nhìn bạn, hỏi bạn anh tập lâu chưa, lâu rồi phải không, tập nhiêu, đẩy nhiêu, cao nhiêu, nặng nhiêu ký, ồ nhìn anh mập đó, họ giảm ký đi, thì cái đó cũng là một cách tư vấn. Nhưng mà cái đó chỉ là dừng lại cái mức nhìn bằng mắt và sờ bằng tay, thì nó sẽ không có một cái cơ sở khoa học, và nó cũng không có đủ thuyết phục. Nói trắng ra là nó không đủ thuyết phục để các bạn có thể bắt đầu một cái chiến lược. Vậy thì bạn nên làm thế nào, và làm thế nào để kiểm tra một cái chính xác nhất? Thì kiểm tra chính xác nhất, nó có một cái hệ thống máy test chỉ số cơ thể, là có thương hiệu là InBody. Dù chẳng có BI cho cái máy InBody này cả, nhưng thật ra trên thế giới chỉ có một mình InBody nó làm chuyện này thôi. Những cái dòng sản phẩm khác nó không có thể nào cạnh tranh được. InBody thì nó thứ nhất là một sản phẩm rất là cao cấp, một dòng rất là cao cấp, rất là mắc, mà không phải cái gym center nó cũng trang bị cho bạn, chắc chắn như vậy. Và InBody nó là một cái sản phẩm nó kiểm tra chính xác nhất, quan trọng ở chỗ đó, chính xác nhất trên thế giới hiện có. Thì InBody tùy cái gym center của bạn, có thể gym center của bạn nó trang bị cái InBody cùi nhất bây giờ, thấp nhất á, dòng xa xưa nhất á, là phiên bản 120, và dòng VIP nhất, Pro nhất bây giờ là phiên bản 770. Thì bạn tùy coi cái gym center của bạn nó trang bị cái dòng InBody nào thì bạn đo dòng InBody đó. Mình không có sự chọn lựa ở đây, tất nhiên miễn có InBody đo là được rồi. Còn cái chuyện nó dòng máy thì có thể là nó cũng không thật sự quan trọng, tại vì mình không chọn lựa được. Bạn vô cái gym center đó, nó có 370 thì bắt buộc bạn phải đo 370. Còn nếu mà trong trường hợp bạn đang tập một cái gym center nó không có cái máy đó, thì gần gần khu vực của bạn, chỗ nào có cái máy đó thì bạn cũng nên đi đo, bạn đi kiểm tra, bạn có cái tờ giấy đó trong tay rồi bạn sẽ có được cái chiến lược nó rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Thà đo tốn tiền, chỗ đó lấy bao nhiêu tiền thì bạn cứ trả, chuyện đó nó không quan trọng bằng cái việc bạn biết được chính xác chỉ số cơ thể mình như thế nào. Thì như giả sử bây giờ bạn đo xong bạn có tờ giấy rồi, thì có tờ giấy rồi, và cái bước tiếp theo là mình làm cái gì? Đó, bạn phải kiểm tra các thông số cơ bản, coi cái này thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là kiểm tra mức độ béo phì. Thì bạn đừng có nói vậy, bạn đừng có nghe như vậy bạn sợ, bạn nói kiểm tra như vậy là tôi có đâu có béo phì được, kiểm tra là cái gì. Nhưng thật ra đây là cái bước kiểm tra coi bạn cần phải làm cái gì để trở về người bình thường. Đó, như dùng cái từ như vậy, tức là các chỉ số cơ thể nó sẽ phản ánh bạn bị dư cân, dư cơ, dư thiếu mỡ, thiếu gì đó, nó có trở thành người bình thường hay chưa. Thì bạn phải, trong cái tờ giấy InBody đó nó có một cái gọi là quay control, tức là bạn cần phải khắc phục những cái vấn đề trước mắt là như vậy. Ví dụ như nó nói bạn cần phải khắc phục giảm 3 ký mỡ, thì bạn phải làm sao được mục tiêu chết sống giảm 3 ký mỡ. Rồi nó kêu bạn khắc phục tăng 4 ký cơ. Đó là những cái thông số cơ bản thôi. Thì cái chiến lược trước mắt của bạn chỉ dừng ở mức cơ bản đơn giản là giảm 3 ký mỡ và tăng 4 ký cơ. Còn bằng cái cách nào thì đương nhiên là cái chuyên gia tư vấn cho bạn sẽ tư vấn cho bạn. Còn nếu mà bạn tự tư vấn cho mình được thì tốt, không sao cả. Và cái bước tiếp theo là bước hai người bạn với chuyên gia của bạn, hoặc là bạn một mình bạn, hoặc là bạn với những người bạn trên online, hay là bạn với một ai đó thảo luận coi
Với kết quả này của tôi nè, với kết quả test này của tôi, thì tôi phải nên làm như thế nào? Cả về tập luyện, cả về dinh dưỡng, cả về nghỉ ngơi, tôi làm như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu là giảm 3 ký mỡ mà tăng 4 ký cơ trong vòng một tuần, ủa trong vòng một tháng, có khó hay không? Nếu mà khó quá thì cho tôi làm phân nửa thôi, tôi giảm 2 ký mỡ tăng 2 ký cơ trong vòng một tháng, thì có cách nào, có cái giải pháp nào, có cái solution nào cho tôi hay không? Đó thì hai người sẽ bàn luận với nhau, phải thảo luận, phải đưa ra một cái giải pháp cho bạn. Sau khi bạn có được cái giải pháp đó rồi, bạn có được giải pháp từ chuyên gia của bạn, có được cái giải pháp đó, thì đến lúc bước tiếp theo là bạn thực hiện cái giải pháp đó bằng cách đến phòng gym tập tạ cho nó lên cơ. Chắc chắn tập tạ nó lên cơ được, bạn phải tập tạ. Nam hay nữ gì cũng vậy thôi, nếu mà trong tờ giấy InBody của bạn nó kêu bạn tăng 3 ký cơ thì bắt buộc bạn làm cái gì kiểu gì đó phải tập tạ nó lên cơ. Cardio không bao giờ lên cơ được đó, thì vấn đề bây giờ mình có nên cardio hay không? Cardio hay không thì tùy vào cái chiến lược của bạn với chuyên gia của bạn có nên cho bạn cardio hay không. Có người ta có thể giảm cân bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết là phải cardio, thì tùy cái sở thích, tùy cái thời gian của bạn. Ví dụ bạn nói bây giờ tôi đến phòng gym ngày được có nửa tiếng à, cardio kiểu gì bây giờ, thôi tập tạ xong về luôn chứ cardio gì, thì mình sẽ giảm mỡ bằng cái kiểu khác. Còn nếu mà bạn nào có dư thời gian 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng, thì có thể chuyên gia cho bạn một cái chiến lược khác để bạn có thể giảm mỡ và tăng cơ để cho cái cơ thể nó về người bình thường. Rồi sau khi bạn có 1 tháng bạn tập luyện, ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi như vậy, thì bạn quay được một cái bước gọi là bước recheck, tức là cái bước mà kiểm tra lại. Bạn cũng leo lên cái máy InBody, bạn đo tiếp xem là kết quả nó như thế nào, coi kết quả như thế nào. Xong rồi mình nhìn vào kết quả đó, bạn với chuyên gia của bạn nhìn vào cái kết quả lần thứ hai đó, xem coi cái nỗ lực tập luyện của mình trong vòng 1 tháng nó đi đến đâu, coi chuyên gia có chỉ bạn tầm bậy hay không, và coi bạn có thực hiện đúng lời chuyên gia hay không. Chứ không phải là ví dụ như lỗi cả hai luôn, chứ không phải là lỗi của một phía. Ví dụ như chuyên gia chỉ bạn đúng mà về nhà tối bạn đói bụng quá, bạn lén ăn thêm 2-3 gói mì, bạn giấu, ông nói trời em đâu có ăn đâu, em đâu có ăn đâu đó. Bạn có ăn hay không thì cái tòa án lương tâm của bạn biết, chứ chuyên gia cũng chả biết đó. Nếu bạn là một người nghiêm túc bản thân, bạn là một người có một chiến lược cụ thể rõ ràng, thì chắc chắn bạn phải nghiêm túc được trong cái chuyện đó, đó. Chứ bạn có những cái chỗ mà ví dụ như PT người ta lấy tiền, người ta tư vấn cho bạn, người ta theo bạn tháng đó, người ta lấy một số tiền rồi đưa trước 50 gì đó thì không biết. Xong rồi bạn về bạn tập thì theo chuyên gia mà về ăn tầm bậy, xong rồi cái bạn quay lại bạn đổ thừa chỉ tầm bậy bạ, tôi không được kết quả như vậy, thì nó đâm ra một cái vấn đề không hay, tranh luận ở đây nó không hay. Tất nhiên cái phần đó là lỗi của bạn, nhưng mà cũng có những người tư vấn không đúng thì bạn làm theo, thì cái đó lỗi của người tư vấn. Thì cái chuyện đó thì bạn phải nên tìm một người tư vấn nào có đủ kinh nghiệm và có đủ sức để cho có thể tư vấn bạn được một cái sự thành công, chứ không phải là ai với ai. Thì vấn đề này tùy các bạn xem xét. Rồi gì tiếp, quay lại tiếp cái nút đang ở một cái nút gọi là recheck, tức là recheck là sau 1 tháng bạn kiểm tra lại các thông số, các chỉ số của cơ thể mình, xem coi nó có ok chưa, nó có đạt được cái target, tức là cái mục tiêu bạn đặt ở lúc đầu hay không. Ví dụ lúc đầu tháng đầu tôi là giảm 2 ký mỡ và tăng 2 ký cơ, nhưng mà bây giờ tôi không có làm được, thì coi cái vấn đề nằm ở chỗ nào, rồi cùng chuyên gia thảo luận coi vấn đề nằm ở chỗ bạn ăn uống chưa đúng, hay là bạn tập luyện chưa đủ, hay là tuần đó công tác nhiều quá, đi công tác xa quá, mấy ngày đó bỏ tập mà phải tiếp khách nữa, uống rượu uống bia nhiều quá. Thì cái vấn đề mọi vấn đề nó rất là phức tạp, thì tùy mỗi cá nhân mà có những cái vấn đề cụ thể như thế nào, thì bạn cần phải thảo luận kỹ với chuyên gia của mình để cho mình có một cái kết quả tốt. Và sau khi thảo luận xong, sau khi recheck xong, thì bạn phải có một cái bước cuối cùng là bước quay lại phòng tập để cải thiện những cái chỉ số mà mình còn thiếu sót, những chỉ số mình chưa đẹp đó. Thì đó là một cái chu kỳ tập thể hình chuyên nghiệp cơ bản, căn bản nhất mà các bạn hoàn toàn có thể đạt được. Đối với những năm trước thì đây là một điều yếu tố xa vời, còn đối với giờ thì cái thứ nhất là cái hệ thống phòng gym hiện đại, hệ thống gym center hiện đại nó mọc lên rất nhiều ở Việt Nam. Đó là một cái phần mà bạn có thể ngay từ cái bước đầu tiên bạn vào bạn chọn phòng gym là ok rồi. Nhưng mà thường nếu mà cái phòng gym center nào thì nó hiện đại, nó cũng sẽ cố gắng trang bị được cho bạn một cái máy InBody. Tôi nghĩ là như vậy, không hiếm máy InBody ở Việt Nam. Thì cái máy InBody nó có rất là nhiều giá, 100 triệu một cái cũng có,
mà 400 triệu một cái cũng có, thì nó giá nó dao động như vậy. Thì Duy nghĩ là nếu mà đầu tư một cái gym center tiền tỷ thì tiền 100 triệu nó sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Nếu mà những người quản lý cái gym center đó, người ta thật sự khao khát với thể hình, người ta thật sự mang đến những cái dịch vụ, những thiết bị tối tân nhất cho học viên, thì cái chuyện này rất là đơn giản, không gì cả. Và vấn đề còn lại là vấn đề chuyên gia. Có thể chuyên gia hơi khó, có thể chuyên gia để tư vấn bạn hơi khó. Thì Duy không bao giờ Duy nghĩ mình là một chuyên gia. Duy nghĩ mình là một người đi trước. Mình đi trước và những kinh nghiệm mình có, những kiến thức mình có, Duy sẵn sàng chia sẻ đến các bạn. Chia sẻ đến các bạn bằng cách này hay bằng cách kia. Có thể là bằng trao đổi trực tiếp cho các học viên trong phòng. Và đối với những bạn ở xa không đến được gym center của Duy, thì Duy sẽ cố gắng quay video và truyền tải đến các bạn. Tuy nhiên khi mà đi xa như vậy thì cái mức độ truyền tải nó cũng hao chút xíu. Nhưng mà không sao, các bạn cứ xem nhiều. Bạn xem nhiều, xem ngày này ngày kia, thì từ từ phù sa nó bồi đắp, thì vẫn thành đồng bằng màu mỡ mà thôi. Cái vấn đề là bạn có chịu nghe hay không, và bạn có kiên định để nghe hay không, hay là bạn nghe ông này một cái, bạn chạy qua bạn nghe ông kia một cái, bạn chạy qua bạn nghe ông nọ một cái, ba ông đá nhau, ba ông nói mỗi ông kiểu, bạn lấy bạn ra, bạn không biết nghe theo ai, bạn tập theo mỗi người chút. Đó là cái thời gian của bạn chỉ là thí nghiệm mà thôi. Thì chỉ không ép ai phải nghe gì cả, chuyện đó là chuyện của mỗi người. Duy chỉ làm đúng lương tâm của mình, làm đúng cái trách nhiệm, mục tiêu mà Duy đã đặt ra cho cái nem Thể Hình Online. Thể Hình Online là một cái thương hiệu của Duy. Duy đặt ra Thể Hình chia sẻ bằng online, đơn giản như vậy thôi. Thì một cái chu trình tập luyện chuyên nghiệp như vậy chắc chắn nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều, nếu mà bạn có điều kiện. Hoặc là nếu bạn chưa nghe đến nó bao giờ thì bạn cứ thử nghe, thử áp dụng, thì bạn chắc chắn bạn sẽ thấy tập thể hình nó sẽ là một cái vấn đề đơn giản, vấn đề cũng không quá khó để mất 5-10 năm để sở hữu một body mơ ước. Bây giờ thời buổi bây giờ, thứ nhất phương tiện thông tin nó đã rất là nhiều, thiết bị nó rất là tối tân, thì nó cũng rút ngắn lại cái quãng đường thành công của chúng ta. Quan trọng là chúng ta có chịu mở cái não của mình ra để tiếp cận nó hay không mà thôi. Thì buổi chia sẻ video đến đây cũng xin được kết thúc. Duy xin chào và chúc các bạn có thể áp dụng cái chu trình tập luyện thể dục thể hình hoàn hảo này trong một cái tương lai gần nhất, để cho mình có được một cái body mơ ước nhất, khắc phục những cái khiếm khuyết của bản thân hiện tại và gia tăng những cái thế mạnh của mình lên, cũng như là cải thiện dần những thế yếu của mình lên, để vượt lên một cái mục tiêu cao nhất của thể hình là tăng cơ giảm mỡ. Chắc chắn đó là mục tiêu cao nhất của thể hình, cho dù nam hay nữ gì đi chăng nữa thì tăng cơ và giảm mỡ vẫn là mục tiêu số 1. Làm sao để cho tỷ lệ mỡ của mình một con số là rất là đẹp, chắc chắn như vậy. Nếu bạn tập thể hình mà tỷ lệ mỡ của bạn từ 10% đã xuống thì bạn có thể tự tin về bản thân mình, đi đến đâu cũng được. Nhưng cái vấn đề là cái một con số đó phải do thể hình nó mang lại, chứ không phải là một con số đó do tự nhiên nó có. Ví dụ như bạn gầy quá thì vẫn là một số bình thường, nhưng mà không có nghĩa là bạn tự hào được một số đó. Tại vì thể hình nó mang lại cho chúng ta, ngoài cái chỉ số mỡ rất thấp, nó còn có chỉ số cơ cao lên. Thì cái hay, cái quan trọng nhất là cái hệ số mỡ trên hệ số cơ nó phải nhỏ nhất. Cái vấn đề đó nó mới là khó. Đang nói về vấn đề mỡ ở đây thì Duy cũng xin mở rộng thêm. Các bạn đừng có nghĩ mình nhìn bằng con mắt là chính xác. Các bạn đừng có nghĩ rằng nhìn bằng anh A như vậy, anh B nhìn bự hơn anh A nhìn nhỏ hơn, vậy suy ra anh A nhỏ, suy ra cái ông mà nhỏ hơn thì mỡ ít hơn. Không hẳn, có thể họ ít mỡ dưới da nhưng mà họ nhiều mỡ nội tạng, thì nó cũng là không tốt chút nào cả. Thì mỡ nằm ở đâu thì không thể nào nhìn bằng mắt mà sờ bằng tay, Duy nói rồi, phải đo, phải xét nghiệm. Nếu mà không có cái máy InBody á thì bạn đến những bệnh viện lớn nhất của địa phương của bạn mà nói bây giờ có cách nào xét nghiệm cho tôi mỡ hay không. Mỡ là mỡ toàn thân nha, chứ không phải là mỡ trong máu. Bệnh viện thường thường nó chỉ xét nghiệm mỡ trong máu thôi, còn mỡ toàn thân là mỡ dưới da, mỡ nội tạng là mỡ trong máu. Nó phải xác định được những cái vị trí như vậy thì mình mới biết được mình như thế nào và mình khắc phục đó. Xin thân ái kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. We'll be right back.